Rồi, chào mọi người nha. Hôm nay cô Cường tiếp tục đây, em còn cho cơm suối về tới cây. Trời ơi, nói cái gì? Tao mà có vô một cái gì vô cho cơm nước cháo gà. Nghe nói anh em nghe chị em nha. Một mỗi người là một hộp cơm, một chai nước và bạn nào nói là nghe. Đứng nói tôi nghe thôi. Để gì vậy? Để dưới đây. Rồi, ai có lấy xong chưa đó, vô cổng, nóng cái người trong qua ra, nhận dùm. Rồi, đi lên đi con, bắt đầu vô đi con. Lên quên ra, lên, lấy luôn. Rồi, một hộp cơm, một chai nước, một quả cam. Rồi, vô đây lẹ lên. Đi chờ cảm ơn, tàn tiếu mấy chanh trời. Rồi, cảm ơn. Mấy anh chị. Đi ngược chiều chú thấy không? Thôi đi vô này nè, đi. Thẳng ăn sao luôn. Không, đi. Vô đi. Vô. 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 Thẳng ăn sao luôn. Bà đã từng tạo một máy nước mà
Ôi đậu giờ bảo quên mất. Hộp cơm, một chai nước. Lấy rồi lấy hoài vậy. Không có biếu gì hết á. Có mặt là có cơm mà, có mặt cơm á lên. Lấy rồi, nói gì nữa. Vô nhanh lên. Lâu xếp rồi. Nó chạy ra lát nó chạy không kịp ra nữa nè bây giờ. Nó nghe ra bây giờ. Đâu chạy cái nữa. Quần sáng giờ. Cho gì đâu mình đâu. Con tự thiện anh con lựa nó không biết là ở gì nữa. Thẳng rồi sao luôn vậy ơi. Rồi cảm ơn cô. Thẳng rồi thẳng dưới dưới luôn à. Rồi lên đi. Đó thấy bà con nó chạy mọi người đó vậy à. Đó đông ghê không? Đó. Tới đây lấy ta xong cho người khác lấy. Thẳng ra sao luôn ơi. Đi vòng đi nha. Giờ người học cơm đi nước nha, hết trái cây rồi. Tới luôn. Nhanh lên. Lên. Đừng có lỡ anh ơi. Ôi. Lỡ gì mà lỡ dữ vậy? Lỡ nhiều thấy mạnh không?
Vô nhanh nhanh con. Giờ này chạy ra nè. Chạy mà khó thở luôn kìa. Bác ơi, đi ở vòng vô vòng bên tay đi bác ơi. Đi qua hàng rồi bác. Một hộp ơi. Nhanh đi, hết. Vô hàng cho anh ơi. Bác mày hộp là người sao người ta không có. Bọn người bọn hộp ơi bác ơi. Nhanh, không có lửa. Lửa gì anh ơi, có lửa lại nhận kia lửa kìa. Dạ tại cô lấy hai hộp sao không có rồi. Chị nữa bán ở đây mày già mày lấy chi nữa. Dạ chị, em có chị nói, em nói cho bà chị biết rồi. Cứ thò tay lấy hoài. Còn mấy phần nữa hết rồi.